Chào tất cả các anh em thợ nha Hôm nay Linh Ngô sẽ dừng giới thiệu đến các anh em cách chia và xây cấp cầu thang Rất là chuẩn và rất là nhanh Chính xác lên 99% các anh em Đây là cầu thang mình đang xây là nhịp trực một là có 10 cấp Thì mình phải đo chiều cao và chiều dài và Đây là chiều cao là 1 8 10 cấp là 1 cấp 18 phân và chiều dài là hai mặt rưỡi mười cấp là được 25 mươi phân một cặp khi mình đã có số đó rồi á thì mình xây trước một cấp rồi bắt đầu mình kéo dây từ chiều nghị xuống cho cấp đó rồi bắt đầu mình đo đồ sẹo từ chiều nghị xuống là bao nhiêu thì đây là được ba mặt mốt chia cho 10 cấp thì đồ sẹo được 31 mươi phân cả nhà chia đồ sẹo xong rồi thì ta lại sẽ thun ta thắt từng điểm của cấp và bắt đầu xây thôi chào tất cả các